con như vậy? Con như thế. Mẹ đi. Con đây mẹ làm con. Bố dậy rồi con. Bố ơi, con thấy đói. Thế chờ bố tí nhá. Bố đi ra ngoài này bố tìm cái gì cho để ăn nhá. Nhà nhá, bố đi tìm cái gì về ăn nhá. Con không đi đâu nhá.
con ơi, con ra đây ngồi con ơi, ra đây ngồi, sắn sắp chín rồi, ra đây ngồi ăn con. Đây con ngồi đây này. Đấy, con ngồi đấy. Này, con ăn này. Con này ngon nhỉ con nhỉ? À. Bà đẹp. Được. Rồi. Đấy, ngồi đây bố đi bố lấy nước cho con uống nhá. Vâng. Con ơi, con uống nước con ơi. Bố uống nước. Ờ đấy con uống đi nhá. Uống đi. Bố uống đi. Con ở đây ăn học sách nhá. Bố con lại ở đây làm gì ở đây này? Vâng ạ, à, anh đi thăm nương về đấy anh. Em mời bác vào uống nước ạ. Anh uống bố con đưa nước. À, anh xin. Uống nước em. Vâng, anh nước. Rồi có không ở lại đi vào đây ở như này em? Em nói thật với anh là cuộc đời bố con em rất là hạnh nhiều lắm. Cuộc đời em eo le. Ngày xưa em đi chế biến lâm sản, chả may em bị tai nạn nên em bị mất bên cánh tay phải với lại ngón tay trái em mất hai ngón. Thì em nói thật với anh, cuộc đời em về em đi lấy vợ, em tưởng là cuộc sống của em là yên ổn, nhưng không ngờ tới là đến giờ này là bố con em là ra nông nỗi như thế này anh ạ. Chuyện của em như thế này để em kể cho anh nghe. Một hôm em đi phát cỏ về.
gần tới nhà, linh tính mách bảo em như có điều gì không ổn anh ạ. Và đúng như thế anh ạ, sự việc không thể tả nổi xảy ra trước mắt em. Đi làm về ạ? Con học về đấy ạ? Vâng. Vợ ơi! Vợ ơi! Vợ ơi! Ủa về cô, sao cô dẫn lại về nhà về cô? Tôi chán ông lắm rồi! Ông không nuôi được tôi chán ông lắm rồi, ông bước ra khỏi nhà tôi đi. Thế sống thế sao sống được? Tôi chán ông lắm rồi, ông cút đi. Sao cô cư xử của tôi như vậy? Tôi như thế đây, ông cút đi, đây là nhà bố mẹ tôi. Ông cút đi, tôi không cho ông ở nhà tôi nữa. Bố mẹ tôi đi. Mẹ đi. Con lên mẹ nói với mẹ đâu. Con thương bố. Con ơi, ở lại mẹ đi con ơi. Con bố đâu, mẹ. Bố khổ lắm con ơi, ở lại mẹ đi con ơi. Con ơi, mẹ thương con lắm. Con đứng ở đây nhá, chờ bố, bố về nhà lấy ít đồ nhá. Thôi bố con mình đi thôi, trời tối rồi con ơi. Cái hoàn cảnh của bố con chú thật đáng thương. Vâng. Thế nào bây giờ anh bảo này nhá. Vâng ạ. Anh có một cái lán trồng rừng ở gần đây, anh cho bố con chú mượn ở tạm. Vui vậy, em may mắn bố con em quá, nên em xin cảm ơn anh. Bố con em may quá có chỗ để chú, để thế thì con em thu dọn quần áo đi. Đi, thế dọn thu dọn quần áo đi cháu. Cháu học lớp mấy đây cháu? Cháu học lớp 5 ạ. Thôi chỉ khó chăm học của cháu nhá. Vâng. Thế là anh đi thăm nương ở trên này đấy hả anh? Anh đi xem mấy cái đồi cây, xem sắp đến đợt phải làm cỏ chưa. Quên lúc nãy người truyền qua em quên hỏi tên anh là gì nhỉ? Anh tên là Hậu, anh ở xóm ngoài. Em tên là Dân anh ạ. Cháu tên là gì đấy cháu? Cháu tên là Thảo bác ạ. À đấy à. Đây cái nán của anh ở thế này đây. Đây hai bố con đi theo anh sang đây.
nơi đây rồi. Ở đám trại của bác to nhá. Cũng lại tháo hổ dội dại thế này. Đây, hai bố con vào đây. Hai bố con vào nhà đi. Vâng ạ. Vâng. Ôi, tháo hổ dội dại thế này. À, ở đây có điện thắp sáng đấy em ạ. Vâng ạ. Nhà cửa rồi cũng lâu chả có người ở. Hai bố con chỉ có dọn dẹp nó sạch sẽ mà ở. Vâng ạ. Thế là bố con em xin cảm ơn bác nhá. À, bây giờ hai bố con em ở đây nhá. Vâng. Anh có công việc anh đi về. Vâng. Nếu mà có vấn đề gì nó khó khăn quá thì cứ ra tìm anh nhá. Vâng ạ. Thôi anh đi về đây nhá. Vâng ạ. Em xin cảm ơn ạ. Bác về nhá. Cảm ơn nhá. Anh về nhá. Vâng. Bố con em chào bác nhá. Anh nhá, bố vào lại bên đây ghế cho con ngồi, bố dọn dẹp cái nhà cái cửa cho sạch cái con nhá. Con ngồi đây. Cái này để đâu rồi bố? Con cứ để đấy, tí bố dọn cho. Con ơi, con vào trong nhà đi để cho bố quét cho nó sạch cái nhà ấy con ơi. Vâng. Bố đóng cửa rồi, bố đưa con đi học nha. Vào trường nào với thầy cô với bạn bè nhé, với mẹ anh ngoan nhé, mà thì bố ra bố đón con sau nhé. Con chào bố. Con chào nhé.
đến thứ sau cái tình cảnh kia cho anh. Vâng, vâng ạ. Em cứ làm đi. Vâng ạ. Em cứ làm đi. Thôi, không có gì, không có gì bảo kê được hết nhá. Ừ, chào. Không thế sao sống được? Chán ông lắm rồi, ông cút đi. Thôi con đi vào trường học với thầy cô với bạn bè. Thank you.
Thôi em cũng giúp chị từ sáng giờ thì chị gửi tiền cho em. Vâng ạ, vâng ạ. Đây chị gửi cho em. Vâng, chị rất cảm ơn chị nhé. Từ lúc nào mà em mà cần công việc làm thì em cứ ra đây chị sẽ bố trí sắp xếp công việc cho em làm. Vâng ạ, em xin cảm ơn chị ạ. Rồi, ok nhá. Cảm ơn công việc hôm nay. Bác ạ. Ờ chú à. Vâng ạ. Bác ơi, bác bán cho em ít tí muối muối mắm mì chính đây. Ờ chú đi làm về à? Vâng ạ. Thế chú cứ ngồi đây đi để bác lấy cho nhá. Vâng ạ. Chú lấy nước mắm bông tay nhá.
Ngon lắm chị Nga ơi.
xưởng mình có việc gì làm không cho em làm đấy anh ơi. Ừ, có đấy. Đây ra đây anh chỉ cho xem là có làm được không. Để vâng, chỉ việc cho. Vâng. Anh đi ra đây. Vâng. Làm thế này mấy chị này hoặc các bạn đến chợ cái xe rùa kia ra đây. Vâng. Vâng. Nhãn thì anh cho ra cái phần nhãn, anh đặt riêng ra ngoài cái góc ngoài. Còn, còn cái bên trong này là tạt này. Tạt này anh đổ ra cái bịch tạt này. Hay là nhặt lông tôm tâm nhãn nước thì để nước. Đặc sản miền quê ấy ra biểu. Thank you.
hơn thì cũng được. Vâng ạ. Xong là em thanh toán rồi xong là về nhá. Vâng ạ. Đấy, lúc nào có việc thì anh hãy gọi. Vâng ạ. Em xin nhá. Em cảm ơn anh nhá.
cho con hỏi suối ở dưới này có ốc không bà? Suối ở dưới mình đây có ốc không? Có. Có rồi.
Yeah.